Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì không được thọ ký? Khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát chưa vào trong pháp vị, nên chư Phật không thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho. Lại nữa, Tu Bồ Đề khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát nghĩ rằng: Ta không có danh tự trong đây, tâm không thanh tịnh, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Phật dạy, Bồ Tát chưa được thọ ký, chư Phật không nói đến danh tự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nghĩ rằng: Trong Bát Nhã Ba La Mật không có danh tự nơi sanh của ta hoặc xóm làng thành ấp, người ấy không muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật, bèn từ trong hội chúng đứng dậy bỏ đi. Người ấy như từ khi khởi niệm, mỗi niệm trừ một kiếp mới phải lại sinh tinh tấn cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Luận: Tất cả pháp hữu vi đều có thêm lên là trái ngược nhau, trái nhau tức là giác quán của nhau, như sức nước được thêm lên thời diệt tắt lửa, sức lửa được thêm lên thời làm tiêu mất nước, cho đến cỏ cây đều có sự hại nhau, huống gì chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát có tâm đại từ bi, tuy không gây oán với chúng sanh mà chúng sanh lại gây oán với Bồ Tát, vì thân Bồ Tát là pháp hữu vi nên có thể làm cho chướng nạn. Ở trên Phật nói công đức Bồ Tát đó là được chư Phật Bồ Tát chư thiên hộ trì, mà chưa nói đến tướng giặc oán. Vì Phật thương xót nên trước tuy đã lược nói, mà nay Tu Bồ Đề thỉnh Phật nói rộng việc chứng nạn. Tuy Phật tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, hết thảy pháp, song vì Bồ Tát có thể làm lợi ích lớn cho thế gian, nên Phật nói tướng các việc chứng nạn, tốt xấu, lợi hại, là đạo, là chẳng phải đạo. Phật không khiến người tu hành hủy hoại, người gây chứng nạn, chỉ khiến giác tri không theo việc ấy. Sao gọi là giặc oán? Lược nói, hoặc chúng sanh hoặc phi chúng sanh có thể trở ngại tâm vô thượng đạo của Bồ Tát đều gọi là giặc oán. Phi chúng sanh là tật bệnh, đói khát, lạnh nóng, áp bức, trụy lạc, vân vân. Chúng sanh là ma và ma dân, quỷ dữ, người tà kiến nghi ngờ không tin, người giữ thiện căn, người định kiến có sở đắc, người quyết định phân biệt các pháp, người đắm sâu cái vui thế gian, giặc oán, việc quan, sư tử, hổ lang, thú dữ, trùng độc, vân vân. Giặc chúng sanh có hai thứ, hoặc trong hoặc ngoài. Trong là từ trong tâm sanh, lo sầu không được pháp vị, sanh tà kiến, nghi ngờ, hối tiếc, không tin. Ngoài là như trên nói, các nạn sự như vậy, Phật gọi chung là ma. Mà có bốn thứ: ma phiền não, ma ngũ ấm, ma chết, ma trời. Ma phiền não là 108 phiền não, phân biệt rộng có 84.000 phiền não. Ma ngũ ấm là do nhân duyên phiền não và nghiệp hòa hợp có được thân này. Bốn đại và bốn đại tạo sắc, sắc hương vị xúc và nhã căn, vân vân, gọi là sắc uẩn. 108 phiền não các thọ hòa hợp gọi là thọ uẩn. Các tưởng nhỏ lớn, vô lượng, vô sở hữu, phân biệt hòa hợp gọi là tưởng uẩn. Do tâm phân biệt tốt xấu phát sanh, tâm khởi lên tham dục sân nhuế, pháp tương ưng, pháp không tương ưng với tâm gọi là hành uẩn. Sáu căn trần hòa hợp sanh sáu thức, sáu thức ấy phân biệt hòa hợp thành vô lượng vô biên tâm gọi là thức uẩn. Mà chết là do vô thường nên phá sự tương tục của mạng sống của thân ngũ uẩn, lễ hết ba pháp là thọ noãn thức nên gọi là ma chết. Ma trời là chủ cõi dục, đắm sâu cái vui thế gian, vì có sở đắc nên sanh tà kiến, ganh ghét, tất cả thánh hiền, niết bàn, đạo pháp, ấy gọi là ma trời. Ma trùng hòa dịch là hay cướp mạng, chỉ ma chết mới thật sự cướp mạng, các ma kia cũng làm nhân duyên cướp thân mạng và cũng cướp mạng sống trí tuệ, thế nên gọi nó là kẻ giết. Hỏi, một ma năm ấm đã gồm ba thứ ma, cớ gì nói riêng ra bốn? Đáp, thật một là ma, nhưng vì phân biệt nghĩa nó nên có bốn. Mà phiền não là do người ta tham dục sân nhuế nên chết và có thể làm nhân duyên cướp mạng sống. Nó là nhân duyên gần cướp mạng sống nên nói riêng. Mà trời do nghiệp phước đức hỗn tạp nên được thế lực lớn, do tà kiến nên có thể cướp mạng sống trí tuệ cũng làm nhân duyên cho sự chết, thế nên nói riêng. Mà trời do nghiệp phước đức hỗn tạp nên được thế lực lớn, do tà kiến nên có thể cướp mạng sống trí tuệ cũng làm nhân duyên cho sự chết, thế nên nói riêng. Sức của vô thường chết lớn, không một ai tránh khỏi, rất đáng sợ, đáng chán, thế nên nói riêng mà chết. Hỏi, vì sao ma làm não loạn người tu? Đáp, trước đã nói rộng trong phẩm này, đều có
Nói ý nghĩa bốn thứ ma chỉ tùy chỗ mà nói. Lại nữa, ba ma không rời nhau, nên có năm uẩn, thời có phiền não. Có phiền não, thời thiên ma được chỗ, dễ để phá. Năm uẩn và phiền não hòa hợp nên có thiên ma. Thế nên Tu Bồ Đề hỏi Phật, trên đã tán thán công đức Bồ Tát, cớ sao nay nói Bồ Tát có ma sự khởi lên? Phật đáp, biện tài vui nói không sanh khởi liền. Ấy là ma sự, nếu Bồ Tát thương xót chúng sanh, nên tỏa cao thuyết pháp mà biện tài vui nói không sanh khởi. Thầy thính giả yêu sầu nói rằng, chúng ta cố đi đến nghe mà Pháp Sư không nói, hoặc nghĩ rằng Pháp Sư sợ sệt cho nên không thể nói, hoặc bảo Pháp Sư không biết cho nên không thể nói, hoặc tự nghĩ mình tội lỗi rất nặng nên không nói, hoặc bảo vì không được cúng dường nên không chịu nói, hoặc bảo vì khinh hèn chúng ta nên không nói, hoặc vì quen ưa vui nên không nói. Do các nhân duyên như vậy làm cho tâm thính giả bại hoại vì không vui nên gọi là ma sự. Lại nữa, Bồ Tát vì thương xót chúng sanh đi đến muốn thuyết pháp, thính giả muốn nghe, tâm pháp sư muốn nói mà miệng không nói được, thấy rõ ràng là ma sự, như ma xâm nhập tâm A Nan. Phật hỏi ba lần mà ba lần không đáp, lâu mới đáp. Trong đây Tu Bồ Đề thưa Thế Tôn, vì sao biện tài không sanh khởi liền? Phật đáp, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật có đầy đủ sáu ba la mật. Vì sao? Vì người ấy do nhân duyên đời trước độn căn biến nhát mà được chỗ dễ. Không nhất tâm tu sáu ba la mật nên biện tài vui nói không sanh khởi liền. Hỏi, như biện tài vui nói không sanh khởi liền ấy là ma sự, nay biện tài vui nói vụt sanh khởi có gì lại là ma sự? Đáp, ấy là vì pháp sư ái pháp, đắm pháp, cầu thanh danh nên tự phóng túng vui nói, không có nghĩa lý, như ngựa lùng khó ngăn. Lại như nước lớn mênh mông, hỗn tạp, mọi đồ nhơ. Thế nên trong đây Phật tự nói, Bồ Tát tu sáu ba la mật mà ưa đắm thuyết pháp, ấy là ma sự. Lại nữa, bát nhã ba la mật, vì phá tâm kiêu mạn nên xuất hiện, mà người chép kinh này lại sanh tâm chấp ngã kiêu mạn, tâm kiêu mạn, nên thân cũng tự cao, nghĩa là ngạo mạn vô lễ, chỉ trong kinh bát nhã ba la mật, dùng tâm khinh mạn, tâm sân nhuế, dẫn cười bất kính. Lại nữa, đối với bát nhã ba la mật, nếu nhất tâm, nhiếp tâm còn khó được, huống gì đem tâm tán loạn mà chép. Chỉ chép theo miệng người truyền trao hoặc chép theo kinh quyển, nếu nhất tâm hòa hợp thời được, nếu người truyền không trao cho, như vậy là không hòa hợp. Lại nữa, khi xem bát nhã ba la mật, phẩm nào cũng nói không, không có điều gì đáng vui, liền nghĩ rằng ta đối với kinh này không được ý vị, bèn bỏ đi. Bát nhã ba la mật là căn bản của tất cả điều vui, người ấy không được ý vị, ấy là ma sự. Lại nữa, khi thọ trì đọc tụng thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng mà ngạo mạn vô lễ, hiện tướng cười cợt, tâm tán loạn, không hòa hợp như trên nói, cùng nhau khinh miệt. Lạ khi theo người lãnh thọ, nhớ nghĩ đúng mới có việc thầy trò khinh dễ nhau, còn khi chép kinh chỉ có bỏ đi không khinh dễ nhau, thế nên không có khinh miệt. Hỏi, đối với việc trên cứ sao chỉ hỏi không được ý vị trong kinh mà không hỏi việc khác? Đáp, bát nhã ba la mật được thánh nhân nói ra khác với phàm phu nói, thế nên người phàm phu không được ý vị. Ý Tu Bồ Đề là bát nhã ba la mật là tích tụ chân bảo thành tịnh hay làm lợi chúng sanh, không có tội lỗi cứ sao người ấy không được ý vị? Phật đáp, vì người ấy đời trước tu sáu ba la mật không lâu, vì năm căn tín tấn vân vân mỏng nên không thể tìm pháp không, vô tướng vô tác, không nơi nương tựa, tâm tán loạn khởi lên nói rằng, Phật là bậc nhất thiết trí, cớ sao không thọ ký cho ta, liền bỏ đi, các điều khác dễ hiểu nên không nói. Tu Bồ Đề hỏi, nếu như vậy cớ sao không thọ ký cho tôi? Phật là bậc đại bi nên thường xót niệm tưởng phòng hộ tâm kia khỏi bị đọa lạc. Phật dạy, người chưa vào ngôi pháp, chư Phật không thọ ký. Vì sao? Vì chư Phật tuy biết hết việc lâu xa của chúng sanh, nhưng vì hàng tiên nhân đủ năm thần thông và chư thiên thấy người chưa có nhân duyên của hành nghiệp thiện đáng được thọ ký, mà nếu Phật thọ ký, thầy sẽ khinh Phật mà không tin, không có đủ nhân duyên cớ sao thọ ký cho? Thế nên người vào ngôi pháp mới được thọ ký, danh tự và xóm làng người ấy cũng như vậy. Người ấy từ tòa đứng dậy bỏ đi. Tùy kia khởi niệm nhiều ít, mỗi niệm trừ một kiếp, khi trả hết tội trở lại làm thân người mới sẽ trở lại tu bấy nhiêu kiếp bằng kiếp trả tội. Kinh
Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát học các kinh khác, Bỏ Bát Nhã, Ba La Mật, thời chọn không thể đạt được trí nhất thiết chủng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy bỏ gốc, vin lấy cành lá, cũng nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những kinh khác là những kinh gì mà thiện nam tử, thiện nữ nhân học không thể đạt đến trí nhất thiết chủng? Phật dạy, ấy là kinh mà hàng thanh văn cần học, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần, ba cửa giải thoát là không, vô tướng, vô tác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong đó chứng được quả tu đà hoàn, quả tu đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, ấy là sở hành của thanh văn không thể đạt đến trí nhất thiết chủng. Như vậy là thiện nam tử, thiện nữ nhân bỏ bát nhã ba la mật mà thân cận các kinh khác ấy. Vì sao? Tu Bồ Đề từ trong bát nhã ba la mật xuất sinh các Bồ Tát Ma Ha Tát, thành tựu pháp thế gian, xuất thế gian. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát học bát nhã ba la mật cũng học pháp thế gian, xuất thế gian. Tu Bồ Đề, ví như chó không theo chủ kiếm ăn mà lại theo người làm việc kiếm ăn. Như vậy, Tu Bồ Đề, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân, bỏ gốc bát nhã ba la mật thâm sâu, mà vin lấy cảnh lá các kinh của hàng thành văn bích chi Phật hành trì, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề thì như có người muốn thấy voi, thế rồi trở lại đi xem dấu chân nó. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy sáng suốt chăng? Tu Bồ Đề thưa, không sáng suốt, bạch Thế Tôn. Phật dạy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân của Phật đạo cũng như vậy, đã được nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà thủ lấy kinh cần tu học của hàng thanh văn bích chi Phật Tu Bồ Đề, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thí như người muốn thấy biển lớn lại đi tìm nước ở dấu chân châu, nghĩ rằng nước biển lớn có bằng nước này chăng? Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo cũng như vậy, được nghe bát nhã ba la mật rồi bỏ đi, mà thủ lấy kinh cần tu học của hàng thành văn bích chi Phật, nên biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thí như thợ khéo hoặc học trò của thợ khéo nghĩ muốn làm cung điện thù thắng của trời Đế Thích, lại đo cung điện mặt trời mặt trăng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Như vậy, Tu Bồ Đề, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân phương nước mỏng cầu Phật đạo, đã được nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm trí nhất thiết chủng trong kinh của hàng thành văn bích chi Phật tu học. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, nên biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thí như có người muốn thấy chuyển luân thánh vương, khi thấy mà không biết, sao thấy các tiểu quốc vương, thủ lấy tướng mạo rồi nói rằng, chuyển luân thánh vương có gì khác đây? Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Tu Bồ Đề, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân phước đức mỏng cầu Phật đạo, được nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm trí nhất thiết chủng trong các kinh của hàng thanh văn bích chi Phật cần tu học. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thí như người đói được đồ ăn trang vị, bỏ đi rồi trở lại ăn cơm từ thứ lúa 60 ngày. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, đại vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo, được nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm cầu trí nhất thiết chủng trong các kinh của hàng thành văn bích chi Phật tu học. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thế như người được ngọc mani vô giá, lại đem sánh với ngọc thủy tinh. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Phật dạy, đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo, đã được nghe bát nhã ba la mật thâm sâu rồi bỏ đi, mà tìm cầu trí nhất thiết chủng trong các kinh của hàng thanh văn bích chi Phật tu học, người ấy là thông minh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Nên biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Phật đạo, khi chép kinh bát nhã ba la mật thâm sâu
mà ưa nói những điều không như pháp thì không che bát nhã ba la mật thành tựu được. Nghĩa là ưa nói sắc tiếng mùi vị xúc pháp, ưa nói chỉ giới thiền định vô xác định, ưa nói thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, ưa nói bốn niệm xứ cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Tu bồ đề vì trong bát nhã ba la mật không có tướng ưa nói. Tu bồ đề tướng bát nhã ba la mật là không thể nghĩ bàn, tướng bát nhã ba la mật là không sinh không diệt, tướng bát nhã ba la mật là không nhơ không sạch, tướng bát nhã ba la mật là không loạn không tán, tướng bát nhã ba la mật là không nói không chỉ, tướng bát nhã ba la mật là không lời không nghĩa, tướng bát nhã ba la mật là không gì có được. Vì sao? Tu bồ đề vì trong bát nhã ba la mật không có tướng các pháp. Tu bồ đề nếu thiện nam tử thiện nữ nhân cầu đạo bồ tát thì treo kinh bát nhã ba la mật, vì các pháp ấy làm tán loạn tâm, nên biết đó cũng là ma sự của bồ tát. Tu bồ đề bạch phật rằng: bạch đức thế tôn, bát nhã ba la mật có thể chép ư? Phật dạy: không thể chép. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật không có tự tánh vậy. Thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng không có tự tánh vậy. Nếu tự tánh không có thì không gọi là tánh, pháp không có không thể chép pháp không có. Tu bồ đề nếu thiện nam tử thiện nữ nhân cầu bồ tát đạo mà nghĩ rằng pháp không có là bát nhã ba la mật thâm sâu, nên biết đó chính là ma sự của bồ tát. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo dùng văn tự chép bát nhã ba la mật mà tự nghĩ rằng ta chép bát nhã ba la mật, vì chép văn tự là bát nhã ba la mật nên biết ấy cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật không có văn tự, thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật không có văn tự. Bạch Đức Thế Tôn, sắc không có văn tự, thọ tưởng hành thức không có văn tự, cho đến trí nhất thiết chủng không có văn tự. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo chấp không có văn tự là bát nhã ba la mật, cho đến chấp không có văn tự là trí nhất thiết chủng, nên biết ấy cũng là ma sự của Bồ Tát. Chấp đọc tụng thuyết giảng suy nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói cũng như vậy. Lại nữa, tu Bồ Đề thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Phật đạo khi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật mà khởi tâm nghĩ đến quốc độ, nghĩ đến xóm làng, nghĩ đến thành ấp, nghĩ đến phương hướng, hoặc nghe chề bài thầy mình mà khởi niệm, hoặc nghĩ đến cha mẹ anh em chị em các bà con khác, hoặc nghĩ đến dọc, hoặc nghĩ đến hạng trên Đà La, hoặc nghĩ đến chúng nữ, nghĩ đến dầm nữ, có các dị niệm như vậy làm chướng nạn ác ma, lại làm tăng thêm niệm ấy phá hoại việc chép kinh Bát Nhã Ba La Mật, phá hoại việc đọc tụng thuyết giảng. Nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như lời nói, tu Bồ Đề nên biết ấy cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Phật đạo được danh dự cung kính bố thí cúng dường y phục ăn uống giường nằm thuốc chữa bệnh các thứ đồ vui. Các thiện nam tử thiện nữ nhân trong khi chăm kinh Bát Nhã Ba La Mật hoặc thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng mà đắm vào sự thọ dụng chép kinh Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng không được thành tựu, nên biết ấy cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Phật đạo khi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật cho đến tu hành đúng như lời nói, ác ma khéo léo đem các kinh thầm diệu khác trao cho Bồ Tát. Nếu Bồ Tát có trí tuệ thì không nên tham đắm các kinh thâm diệu của ác ma cho. Vì sao? Vì các kinh ấy không thể làm cho người đạt đến trí nhất thiết chủng. Trong đây hàng Bồ Tát không có trí tuệ, nghe các kinh thâm diệu khác liền bỏ kinh Bát Nhã Ba La Mật thâm diệu. Tu Bồ Đề ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, ta đã nói rộng các pháp phương tiện của Bồ Tát Ma Ha Tát. Các Bồ Tát Ma Ha Tát nên cầu tìm ở trong đó. Tu Bồ Đề này thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo mà bỏ kinh Bát Nhã Ba La Mật thâm diệu để cầu các phương tiện trong kinh thâm thuộc thành văn duyên giác do mà đưa đến, nên biết ấy cũng là ma sự của Bồ Tát. Luận học các kinh khác bỏ kinh Bát Nhã Ba La Mật là có người đối với sư tăng thành văn thọ giới học pháp lúc đầu không nghe Bát Nhã Ba La Mật, hoặc có khi nghe ở nơi khác song vì đắm pháp đã học trước nên bỏ Bát Nhã Ba La Mật, cứ ở trong pháp đã học trước mà cầu trí nhất thiết chủng. Hoặc có đệ tử thanh văn trước nghe Bát Nhã Ba La Mật
không biết nghĩa thú, không được ý vị nên thành đạo Bồ Tát theo kinh Thanh Văn. Hoặc có người là đệ tử Thanh Văn, được nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật muốn tín thọ, gặp các người Thanh Văn khác làm trở hoại tâm kia, nói rằng kinh ấy trước sau mâu thuẫn nhau, không có tướng nhất định, ông nên bỏ đi, trong pháp Thanh Văn đâu phải không có. Luận Lục Túc A Tỳ Đàm và các luận nghị phân biệt các pháp tướng, tức là Bát Nhã Ba La Mật. Luật Bát Thập Bộ, tức là giới Ba La Mật trong A Tỳ Đàm, phân biệt các thiền giải thoát, các tam muội vân vân, tức là thiền Ba La Mật. Trong kinh Bổn Sinh ở Tam Tạng tán thán giải thoát, bố thí nhẫn nhục tinh tấn, tức là bố thí nhẫn tinh tấn Ba La Mật. Do các nhân duyên như vậy nên bỏ Bát Nhã Ba La Mật mà ở trong pháp Thanh Văn cầu trí nhất thiết chủ. Giống như người muốn được gỗ cứng tốt, lại bỏ gốc cành mà lượm lấy nhánh lá, tuy gọi là gỗ mà không dùng được. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là tam tạng, cội gốc có được Bát Nhã Ba La Mật rồi là vì độ chúng sanh, nên nói thêm các việc khác, vì vậy nên gọi là nhánh lá. Lại nữa, trong kinh Thanh Văn tuy nói thật tướng các pháp mà không rõ ràng, còn trong kinh Bát Nhã Ba La Mật hiện hiện phần mình dễ thấy dễ được, như người vìn nhánh lá thời xa rớt, nếu nắm cảnh gốc thời kiên cố, nếu chấp kinh Thanh Văn thời rơi vào tiểu thừa, nếu chỉ kinh Bát Nhã Ba La Mật thời dễ được vô thượng đạo. Vì thế nên nói bỏ gốc cành mà lấy nhánh lá. Hỏi 37 đạo phẩm, 3 môn giải thoát trong kinh Bát Nhã cũng có, này cớ sao chỉ nói ở trong kinh Thanh Văn Bích Chi Phật có? Đáp, trong đại thừa tuy có nói pháp ấy mà hợp với rốt ráo không, tâm không chấp trước vì không bỏ trí nhất thiết chủng, tâm đại bi vì hết thảy chúng sinh mà nói ra, còn trong kinh Thanh Văn thời không như vậy vì chứng đắc quả tiểu thừa. Lại nữa, vì Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên có thể làm thành tiểu pháp thế gian suốt thế gian, thế nên Bồ Tát nếu cầu Phật đạo hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật, ví như chó vì chủ giữ nhà đáng nên theo chủ đòi ăn, lại đi theo người ở đòi ăn. Bồ Tát cũng như vậy, chó ví người tu, Bát Nhã Ba La Mật ví người chủ. Trong Bát Nhã có đủ thứ lợi ích, lại bỏ đi tìm trong các kinh khác. Phật muốn làm cho rõ ràng dễ thấy nên nói thí dụ, vòi biển lớn, cung điện trời đế thích, chuyển lên thánh vương, ngọc vô giá cũng như vậy. Hỏi, năm dục sinh ra năm chuyển cái, vì năm chuyển cái che lớp trí tuệ nên không nên vui nói. Cớ sao vui nói sáu ba la mật khác cho đến vô thượng đạo mà cho rằng không như pháp? Đáp, không như pháp là không như thật tướng Bát Nhã Ba La Mật. Trong thật tướng Bát Nhã Ba La Mật, pháp không có định tướng, làm sao vui nói? Nếu có định tướng thời tâm nhiễm trước vui nói, chư Phật Bồ Tát và tâm đại bi vì chúng sanh mà thuyết pháp, không đắm trước ngôn ngữ, dùng pháp không thể có được, chỉ thị cho chúng sanh tướng rốt ráo không của Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy chép đọc tụng, vì tâm nhiễm trước thủ lấy tướng sáu trần cho đến tướng vô thượng đạo, nên gọi là không như pháp. Hỏi, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo không, không có gì không thể chép đọc tụng, như vậy thời không nên có ma sự. Đáp, rốt ráo không, không có gì cũng chẳng phải tướng Bát Nhã Ba La Mật, cớ sao là ma sự? Trong đấy nói, nếu người ấy biết tướng không có gì là tướng Bát Nhã Ba La Mật thì đó tức là ma sự. Nếu dùng văn tự chép Bát Nhã Ba La Mật, tự biết rằng ta chép Bát Nhã Ba La Mật, có tâm nhiễm trước ấy tức là ma sự. Nếu người biết tướng Bát Nhã Ba La Mật không đem tâm chấp trước chép đọc tụng, thời nếu có kẻ đến phá, ấy là phá Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, bên trong có ma phiền não, bên ngoài có ma trời. Vì nhân duyên của hai việc ấy nên khi chép Bát Nhã Ba La Mật cho đến tu hành đều làm hại Bát Nhã Ba La Mật. Niệm khởi là nghĩ quốc độ này không an ổn, quốc độ kia giàu vui, nghĩ đến xóm làng thành ấp phương hướng cũng như vậy. Hoặc nghe chê bài thầy mình mà bỏ Bát Nhã Ba La Mật để giúp thầy trừ diệt tướng xấu. Hoặc nghe cha mẹ bị tật bệnh, bận việc quan, hoặc nghĩ đến giặc khủng bố, khởi tâm muốn đi đến chỗ khác. Nghĩ đến hạng trên Đà La cũng như vậy, ở chung với giặc trên Đà La, thời nổi sân hận, ở chung với chúng nữ dâm, nữ, thời dục tâm khởi lên. Có các nhân duyên như vậy phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát giác tri, hãy chớ nghĩ, chớ nói. Hoặc khi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật, người độn căn được sự cung kính, cúng dường nhiều, hay sinh tâm ái trước, nghĩ rằng ta chép được, hành theo được kinh. Có sự ái trước lợi dưỡng ấy tức là ma sự.
Còn người lợi căn thì mà suy nghĩ Bồ Tát lợi căn ấy không ai trước cái vui thế gian, nhân tâm thọ trì bát nhã ba la mật, người ấy ta không thể phá hoại. Tàn này nên đem kinh thâm diệu của Thanh Văn làm chuyển đổi tâm kia, khiến thành A-la-hán. Khiến thành A-la-hán. Phật dạy, kinh Thanh Văn tuy sâu xa không nên tham đắm, thí như cục vàng đốt cháy, sắc tuy đẹp mà không thể cầm. Nếu Bồ Tát không có phương tiện trí tuệ, không có lợi căn lớn, gặp được kinh này hoan hỷ cho là không vô tướng Bồ Tát, làm dứt hết gốc khổ, không còn chi hơn, liền bỏ kinh Bát Nhã Ba La Mật ấy cũng là ma sự. Vì sao? Vì trong đây Phật nói nhân duyên rằng, ở trong Bát Nhã Ba La Mật nói rõ pháp phương tiện của Bồ Tát là quán thanh văn bích chi Phật đạo, mà không thủ chứng vì tâm đại bi nên thật hành ba môn giải thoát. Thế như lấy váng sữa hòa với chất độc, thế được chất độc tiêu tan không thể hại người. Bát Nhã cũng như vậy, Bồ Tát ở trong Bát Nhã cầu đạo vô thượng dễ được, ở trong các kinh khác cầu khó được, như chỉ uống chất độc. Thế nên không nên tìm đạo Bồ Tát trong kinh Thanh Văn. Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm cái lỗi hai bên không hòa hợp. Kinh Đại Bát Nhã ghi phẩm không hòa hợp thứ 45. Kinh lại nữa Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn chết, thọ trì kinh Bát Nhã Ba La Mật và đọc tụng hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng, xong người thuyết pháp biếng nhác không muốn nói cho, nên biết ấy là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp tâm không biếng nhác, muốn bảo chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, mà người nghe pháp lại không muốn thọ, hai tâm không hòa hợp như vậy, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật và đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng, mà người thuyết pháp lại muốn đi đến phương khác, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn bảo chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, xong người nghe pháp lại muốn đi đến phương khác, hai tâm không hòa hợp như vậy, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa Tu Bồ Đề, người thuyết pháp quý trọng của bố thí y phục ẩm thực, đồ nằm thuốc men, vật nuôi sống, mà người nghe pháp thì ít muốn biết đủ, tu hạnh xa lìa, nhiếp niệm tinh tấn, nhất tâm trí tuệ, hai bên không hòa hợp nên không được chép Bát Nhã Ba La Mật và thọ trì đọc tụng hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp ít muốn biết đủ, tu hạnh xa lìa, nhiếp niệm tinh tấn, nhất tâm trí tuệ, mà người nghe pháp lại quý trọng của bố thí y phục, ẩm thực, đồ nằm thuốc men, vật nuôi sống, hai bên không hòa hợp nên không được chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật và đọc tụng hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng nên biết ấy là ma sự. Lại nữa Tu Bồ Đề, trong khi người thuyết pháp thọ trì 12 hạnh đầu đà là: một, ở chỗ vắng là làn nhã; hai, thường khất thực; ba, mặc áo vá; bốn, ngày ăn một bữa ngọ nhất tọa thực; năm, ăn có tiết độ; sáu, sau giờ ngọ không uống nước có sáp; bảy, ở gò mả; tám, ở dưới cây; chín, ở chỗ đất trống; mười, thường ngồi không nằm; 11, theo thứ lớp khất thực; 12, chỉ có ba y. 12 hạnh này nhiều chỗ ghi sai khác nhau. Còn người nghe pháp lại không thọ trì 12 hạnh đầu đà, không ở chỗ vắng, cho đến không chỉ thọ ba y. Hai bên không hòa hợp, nên không được chép giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật và đọc tụng hỏi nghĩ, nhớ nghĩ đúng, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, trong khi người nghe pháp thọ trì 12 hạnh đầu đà ở chỗ vắng, cho đến thọ trì ba y, còn người thuyết pháp không thọ trì 12 hạnh đầu đà, không ở chỗ vắng, cho đến không thọ trì ba y. Hai bên không hòa hợp, không chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật và đọc tụng hỏi nghĩa, nhớ nghĩ đúng được, nên biết ấy là ma sự. Luận, tất cả pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sanh, các duyên ly tán thời không có. Thí như rùi đồ để lấy lửa, phải có cái rùi, có đồ mồi là hai thứ để có được lửa. Viết chép Bát Nhã cho đến nhớ nghĩ đúng cũng như vậy, phải có đủ nhân duyên trong ngoài hòa hợp mới thành, nghĩa là thầy và đệ tử phải đồng tâm đồng sự mới chép thành được. Thế nên Phật bảo Tu Bồ Đề, người nghe pháp phát khởi năm thiện căn là tín tấn niệm định tuệ, muốn chép thọ trì Bát Nhã cho đến nhớ nghĩ đúng, mà người thuyết pháp vì năm truyền cái che tâm nên không muốn thuyết. Hỏi, nếu vì năm truyền cái che tâm nên không muốn thuyết, thế sao làm thầy? Đáp, người ấy đắm cái vui thế gian chẳng quán không vô thường,
tùy tâm hiểu miệng nói mà không tự thật hành. Còn đệ tử tùy tâm muốn tu mà không hiểu rõ, không có nơi nào khác nên phải hỏi về ấy. Hoặc có khi thầy phát tâm từ bi muốn khiến chép thọ trì bát nhã, mà đệ tử ám độn không phát khởi năm thiện căn, đắm cái vui thế gian nên không muốn nghe lời chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng bát nhã. Hỏi: nếu không muốn thọ trì có sao gọi là người nghe pháp? Đáp: chỉ nghe lãnh thọ ít nhiều và đọc tụng mà không rốt ráo thành tựu được nên chỉ gọi là nghe pháp. Nếu cả hai người đồng có thiện tâm, thầy có thể được bát nhã ba la mật. Nếu không đồng có thiện tâm, thầy chẳng được, ấy gọi là ma sự. Phiền não bên trong nổi lên, thiền tử mà bên ngoài bèn trợ duyên, xa lìa bát nhã. Thầy Bồ Tát nên giác tĩnh, biết đó là ma, ngăn đường cho khởi. Nếu tự mình thối mất, hãy làm cho đầy đủ lạ. Nếu đệ tử thối mất, hãy dạy cho được lạ. Lại nữa, hoặc thầy có tâm từ bi mỏng bỏ đệ tử mà đi đến phương khác, hoặc vì không thích với đất nước bốn đại chẳng hòa, hoặc vì thiện pháp không được tăng ích, hoặc vì lạnh nóng không hợp, hoặc vì đất đai hoang vu, vì các nhân duyên như vậy mà đi đến phương khác. Trong khi đó, đệ tử cũng vì các nhân duyên mà không thể đi theo thầy. Có người vì quý trọng lợi dưỡng, như trên nói vì năm triển cái che tâm, vân vân. Lại nữa, hai người đều có lòng tin, có giới hạnh, mà một người dùng 12 hạnh đầu đà để trang nghiêm giới, còn một người không thể. Hỏi: vì sao một người không thể? Đáp: Phật kiết giới đệ tử thọ trì 12 hạnh đầu đà không gọi là giới. Thật hành được thời giới được trang nghiêm, không thật hành được không phải là phạm giới. Thế như bố thí làm thì được phước, không bố thí được cũng không có tội. Hạnh đầu đà cũng như vậy, thế nên hai bên không hòa hợp là ma sự. 12 hạnh đầu đà là hành giả cho việc ở nhà sinh phiền não nên bỏ cha mẹ, vợ con quyến thuộc xuất gia hành đạo. Xong thầy trò đồng học thì trở lại bị ràng buộc, tâm lại rối loạn. Thế nên thọ phép ở chỗ vắng, để thân gia lìa ồn ào ở chỗ không nhàn. Xa lìa là gần nhất trong ba dặm, xa hơn nữa càng hay. Được thân xa lìa rồi cũng nên khiến tâm xa lìa năm dục, năm triển cái. Nếu nhận lời mời ăn hoặc ăn cùng chúng tăng là nhân duyên dễ khởi lên lậu hoặc. Vì sao? Vì nhận lời mời ăn, nếu được mời thì nghĩ rằng ta là người tốt có phước đức nên được mời. Nếu không được mời, thời chê người kia không hiểu biết. Người không đáng mời lại mời, người đáng mời lại không mời. Hoặc tự khinh bạc, áo não, tự trách mà sinh buồn khổ. Sự tham ưu đó dễ làm ngăn ngại đạo. Ăn cùng chúng tăng là vào giữa chúng, tất phải theo quy tắc của chúng, xử đoán công việc, đuổi người, liệu lý việc chúng tăng, phân xử sai khiến. Thầy ta bị tán loạn, phế bỏ tu đạo, vì những việc làm não loạn như vậy nên thọ pháp thường khất thực. Vì áo đẹp nên phải rong ruổi bốn phương, rơi vào lối sống tà mạo. Nếu nhận áo tốt của người cho, thầy sanh tâm gần gũi ái trước, nếu không gần gũi ái trước họ, thầy đành việt hận. Nếu ở giữa chúng nhận được y, thầy có các lỗi như trên nói. Lại y tốt là chỗ tham đắm của người chưa đắc đạo, vì y tốt mà trước lấy nạn giặc cướp hoặc phải mất mạng. Có những tai họa như vậy nên thọ pháp mặc áo vá xấu xí. Hành giả nghĩ rằng tìm một bữa ăn trong một ngày còn nhiều trở ngại, huống gì bữa ăn nhẹ, ăn giữa ngọ, ăn sau ngọ. Nếu không tự giảm bớt, thầy mất công nửa ngày, không thể nhất tâm hành đạo. Phật pháp có vì tu đạo không phải vì nuôi thân như nuôi ngựa nuôi heo, vì thế nên dứt việc thường ăn. Thọ pháp ngày ăn một bữa ngọ, có người tùy ngày ăn một bữa ngọ mà tâm tham ăn quá độ, bụng phình hơi thở nghẹt, phế bỏ tu đạo. Thế nên thọ pháp ăn có tiết độ, tiết độ là lược nói tùy sức ăn được, ba phần trở lại một phần, thừa thời thân nhẹ nhàng an ổn dễ tiêu không có bệnh. Thân không tổn hại, thời việc hành đạo không phế bỏ. Như trong kinh Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu ta ăn 5 miếng, 6 miếng, bổ túc thêm nước là đủ nuôi thân. Với người Trung Quốc ăn trưa có thể kể 10 miếng. Có người tùy ăn có tiết độ, nhưng quá giờ ngọ còn uống nước có sát, thời tâm sanh vui đắm, nên tìm nước gạo, nước quả, nước mật, vân vân, muốn uống mãi không chán, nên không thể nhất tâm tu tập thiện pháp. Nhưng ngựa không buộc dây cương, cứ muốn ăn cỏ quanh quẩn, không chịu lên đường. Nếu có dây cương, thời ý muốn ăn cỏ không còn, đi theo ý người.
Vì thế nên thọ pháp sau giờ ngọ không uống nước có sát. Quán không, quán vô thường là cửa ban đầu bước vào Phật pháp hay làm chán lìa và cõi. Gò mả thường có tiếng khóc lóc buồn than, thấy chết bừa bãi, tận mắt thấy cảnh vô thường. Sau đó hoặc thiêu cháy, bị chim thú ăn, không bao lâu tiêu hết. Nhân quán thấy chết mà dễ ngộ được tướng vô thường, tướng không của các pháp lại ở gò mả. Hoặc thấy chết tàn dã hôi hám bất tịnh, dễ thành được quán chín cách, cửu tưởng quán. Đây là cửa ban đầu để lìa tham dục. Vì vậy nên thọ pháp ở giữa gò mả, quán bất tịnh, vô thường xong, việc đắc đạo thành, bỏ gò mả mà đi đến dưới cây. Người trước đắc đạo tâm không quá chán thì hãy thủ lấy tướng thấy chết ấy mà ở dưới cây suy nghĩ. Như Phật lúc đản sanh, lúc thành đạo, lúc chuyển pháp luân, lúc vào niết bàn đều ở dưới cây. Hành giả theo phép tắc của chư Phật thường ở dưới cây. Do các nhân duyên như vậy nên thọ pháp ở dưới cây. Do các nhân duyên như vậy nên thọ pháp ở dưới cây. Hoặc hành giả quán dưới gốc cây không khác gì nữa nữa cái nhà che im vui mát. Lại nếu sanh tâm ái trước cho rằng ta ở cây này rất tốt, cây kia không bằng, vì sanh tâm lộng hoảng như vậy nên đi đến ở chỗ đất trống, suy nghĩ rằng ở dưới cây có hai việc dở: một, mưa dột ẩm ướt; hai, phân chim nhấp thân, trùng độc trung đục. Còn chỗ đất trống thời không có việc dở đó. Ở chỗ đất trống thời mặc y thuyết pháp, tùy ý vui thích, trăng sáng soi khắp, bầu trời trong sáng, tâm dễ hết nhập vào không tam muội. Trong bốn oai nghi của thân, ngồi là tốt nhất, ăn dễ tiêu hóa, hơi thở điều hòa. Người cầu đạo việc lớn chưa thành, giặc phiền não thường dình tìm chỗ dễ thuận tiện, vậy không nên nằm yên. Nếu đi, nếu đứng, thời tâm động khó thu nhiếp, và cũng không thể đi lâu, đứng lâu. Vì thế nên thọ pháp thường ngồi. Nếu khi muốn ngủ, thời hông không chính chiếu. Hành giả không đạt chức vị ngon, không khinh chúng sanh, tâm bình đẳng thương xót mà thứ lớp khất thực. Không chọn nơi giàu nghèo nên thọ pháp thứ lớp khất thực. Hành giả ít muốn biết đủ, áo đủ che thân, không nhiều không ít nên chỉ có ba y: người bạch y, hàng mặc trắng tức cư sĩ. Vì cầu vui nên chứa nhiều áo, mà có cả ngoại đạo tu khổ hạnh trần truồng không biết hổ. Thế nên đệ tử Phật lìa bỏ hai cực đoan ấy, hành xử theo trung đạo. Chỗ ở, chỗ ăn thường dùng hàng ngày nên nhiều việc, còn áo không cần tìm cầu hàng ngày nên lược nói. 12 hạnh đầu đạo ấy là ý Phật muốn khiến đệ tử hành theo đạo, bỏ cái vui thế gian nên tán thán 12 hạnh đầu đà. Ý Phật thường lấy hạnh đầu đà làm gốc, vì có nhân duyên đừng nên mới chẳng đừng nên mới cho phép các việc khác. Nhiều lúc Phật chuyển động bánh xe pháp nên tỳ kheo mới đắc đạo. Thưa Phật rằng, chúng con nên mặc áo gì? Phật dạy, nên mặc áo vá. Lại khi thọ giới pháp, phải suốt đời mặc áo vá khất thực ở dưới cây, dùng thuốc dư để chữa bệnh. Đối với bốn thánh chủng xưa, trong đó hạnh đầu đà cũng có ba thánh chủng. Phật pháp chỉ lấy trí tuệ làm gốc, không vì sợ khổ làm đầu, cách ấy đều giúp đạo. Tùy thuận đạo, nên Phật thường tán thán. Hết cuốn 68 theo bản Hán.